student in my country after we finished trails ride program. We have enjoyed the crucial test in order to get into the universities we want. The you for tonight thing is that's the COVID-19 epidemic recur in my most important year, and I have to study online, so the quality of notebooks will not be same as when I learn the grade. Yeah, okay, okay. Thế này. This one, unfortunate, right? Unfortunate, okay. Còn cái từ đại dịch mình sẽ đọc là epidemic, epidemic, yeah, right, okay. Directly, directly. Còn cái từ này cô sẽ đọc là reappear, reappeared, okay. Được không đi? Yeah. Yes, okay. Reappear. Yeah. Còn cái này là test nè. Đây nè, thấy không? Test chứ đâu có dùng join. Rồi, có nghĩa là khi mà con làm một cái bài test, kiểu như là con làm một cái bài thi, một cái bài kiểm tra nào đó, thì con sẽ dùng là cái từ take the gì đó test. Ví dụ có là con thi cuối kỳ, thì con sẽ nói là take the final test. Hiểu không? Rồi. Okay, I'm pre-tail student. Rồi. Em ở con hả? Rồi. Em ở a 12th grade student. Rồi, nếu mà đúng thì nó như thế này. Em ở grade 12. Mày chữ trên sao ta? Rồi, nói chung là I'm a grade 12 student. Okay, 12th grade. Sorry. I'm a 12th grade student. Rồi, có nghĩa là tôi là học sinh lớp 12 được không? Một học sinh lớp 12. In my country, after we finish the... okay. Thế mình cô cái TH ha. Có nghĩa là cái khối đó đây. Cái khối 12 đó. Sau khi mà chúng tôi hoàn thành cái khối 12, cái chương trình 12 đó, thì we have to take the crucial test. Đúng rồi, tham gia một cái bài kiểm tra rất là quan trọng nè. Crucial test, right? Alright, for in order to get into the university we want, đúng rồi, để mà vào được nhé, để mà vào được cái trường đại học mà chúng tôi muốn. To get into, to be accepted to, được không ta? To get into, hoặc là to be, cô đang sửa cho cái cách dùng từ nó hay xíu đây ha. Accepted to. Rồi, có nghĩa là gì đây? Có thể là get into nè. Có thể là được, giống như là đi học trường đại học mà chúng tôi muốn đó. Hoặc là to be accepted là được, chỉ cần được chấp nhận vào một cái trường gì đó ha. To be accepted to the university we want. Hoặc là to win a place. Win a place in, có nghĩa là có được một cái place, là có được một cái slot, kiểu như có được một cái chỗ trong trường đại học, có nghĩa là một cái gì đây con, có một cái cơ hội nha, để mà học trường, cái trường đại học mà mình muốn. The unfortunate thing is that, cái điều mà không may mắn là, okay, good word nè. Sao thay vì con nói unlucky đúng không? Thì con sẽ nói là unfortunate thing is that the COVID-19 epidemic hoặc là pandemic reappear, đúng rồi, xuất hiện lại, okay, reappear, đã xuất hiện lại nè. In my most important year, nghe thương quá vậy. Okay, and I have to study online, right? You have to study online. Rồi, thay vì con dùng cái cụm từ là study online đúng không? Rồi, thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn con là cái cách hay hơn. I have to receive
receive online instructions. Nãy gì đấy ơi? Rồi, thay vì cái việc học online đó, thay vì còn nói là study online là 100 bạn sẽ nói là study online. Nhưng mà đâu đó, trong đó có thế đẹp thì thế đẹp sẽ nói là receive online instruction. Tôi phải nhận được cái sự hướng dẫn online. IELTS là vậy đó không? Cái cách viết nó kiểu như nó học thuật nha. Kiểu như cái cách viết nó sang trọng cái kiểu nha. Rồi. Không phải là cô nói không biết sai, nhưng mà có cái cách viết nó ok hơn nè, đẹp ha. Rồi, vậy thì receive, tôi phải receive và tôi phải nhận được. Ví dụ là con đang nhận được cái online instruction đó, cô dạy con. Thì cái việc đó là mình nói là online instruction thay vì mình nói là study online nha. Rồi, vậy thì I have to receive online instruction so that the quality of knowledge will not be the same as when learning directly. Ok, good. Hoặc là the same as when learning directly, hoặc là cô có thể dùng cái cách diễn đạt khác mà cô nghĩ nó là sẽ ok nè, đó là cái cách diễn đạt là the same as in face to face classes. Cô đang nghiên cứu về chủ đề dạy online này, cho nên là cô biết những cái từ này hay, cho nên là cô sẽ giới thiệu cho con nha. Nó sẽ so sánh với một cái online class, là một cái lớp học online, với lại là cái face to face class, là lớp học mà kiểu như trong kiểu như học trực tiếp á ha. Mình không nói là offline, mình sẽ nói là face to face classes. Vậy là kiểu như nó sẽ không có giống như là khi mà con học online, khi mà con học trực tiếp, hoặc là con ở trong những cái lớp học mà trực tiếp ha, những cái lớp học mà mặt đối mặt đó. Yeah. Okay, one more time. After I correct your answer, please answer my question again. Do you work or are you a student now? Hello. Okay, so after I correct your answer and I correct your pronunciation, please answer my question again. Answer my question again. Yeah. This one. Raised study students. Student. In my country, after we finish the trial grade program, we have to take the RUSO test in order to be accepted the university we want. The unfortunate thing is that COVID-19 pandemic reparate in my most important year, and I have to study and I have to research online instructions, so the quality of knowledge will not be the same in face-to-face classes. Okay, thank you. Again, today, accepted. Right. Từ này mình sẽ đọc là như con ha. In order to be accepted to. Yeah, okay. Gọi là win a place to. Rồi, còn cái từ này là gì đó con? Nếu mà con muốn đọc từ này cũng được, không sao chứ á. Thì con sẽ đọc là epidemic. Còn không, thì con sẽ đọc là pandemic. Ha. Pandemic. Okay. Còn cái từ này là re nè. Re là lặp lại đó. Còn cái từ này là appear là xuất hiện á. Ha. Xuất hiện lại. Có nghĩa là reappear. Ha. Is that the COVID-19 pandemic? Reappear. Ha. Rồi. Còn cái từ này là mình sẽ đọc là receive nè. Để coi. Receive in online instruction. Receive. Ha. Receive. Right. Okay. Thank you. Thank you so much. I recommend that you should watch the video again so that you can pronounce the word correctly. Okay. Rồi, có gì con xem video lại nha để con biết là cái cách phát âm cho nó đúng nha, đẹp ha. Ví dụ cái từ này mình đọc là receive. What are your favorite classes, courses, objects at university or school? Rồi, can you, đẹp, please?
Hello, can you? I think my favorite subject is gymnastics because we can play a lot of sport in that time. In my opinion, is it best? Is it better than break time? Since my friend won't use their phone, we can just play together. Okay, good. I think my favorite subject is gymnastics. Đây là có đang nghe nè, có copy pass ở đâu không dạ? Sẽ chữ thấy chữ phong chữ khác nha. Có không? Dạ không. Thiệt, are you sure? Dạ thiệt. Yes, okay, believe you. I think my favorite subject is gymnastics, là môn thể dục nhịp điệu. Nó có, em lên Google em ghi là bộ môn thể dục thì nó ra cái đó là cool. Yeah, còn cái gymnastics là thể dục nhịp điệu, là mấy cái múa rồi đó, kiểu như thể dục nhịp điệu đó con biết rồi đúng không? Còn này nếu mà con thể dục á thì con sẽ dùng là physical education. Gì mà ở trên mạng nó dịch ra vậy luôn á. Còn có câu ví dụ nữa, ở trường không học được môn thể dục nên là các bạn trêu chọc tôi. Cái môn đó là môn thể dục nhịp điệu có nhạc đó, còn cái môn thể dục của mình đó là cái môn mà kiểu như là physical education hay giáo dục thể chất. Khi mà con lên đại học thì nó gọi là giáo dục thể chất, là giáo dục là thể chất, đúng đúng ra luôn á ha. Các bạn gọi là thể dục. I think my favorite subject is physical education, right? Okay, my favorite subject is physical education because we can play a lot of sports. Okay, at that time, right? At that time, hoặc là okay. Ở đây cô thích người ta dùng cái từ là at that time nè, kiểu như khoảng thời gian đó, nha. Kiểu như tôi nghĩ cái môn học yêu thích của tôi là cái môn thể dục á, bởi vì là we can play a lot of sports. Chúng tôi có thể chơi rất là nhiều môn thể thao ở cùng lúc đó, hả? Em tưởng chỉ là chỉ. À, cũng được, at that time hoặc là at kiểu như là vào tiết đó hoặc là vào giờ đó cũng được không nha, nhưng mà phải dùng at, tại vì thời gian thì mình sẽ dùng với từ là at đó. Ví dụ có nói là at 7 p.m. là 7 a.m. ví dụ nha. Giờ thì mình dùng at, cho nên là ở đây là con dùng là at that time nè, vào giờ đó nha. Hoặc là con có thể dùng cái từ như là tiết đó, period. Right. Yeah. In my opinion, it is better than break time, since my friend won't use their phone. We can just play together. Tại sao ta? Không có hành bạn nào sử dụng cái điện thoại của nó được, và chúng tôi chỉ có thể chơi với cùng nhau thôi, là sẽ không chơi với cái điện thoại mà chơi cùng nhau. À, nhưng mà it is better in break time là sao ta? Nó thì tốt hơn vào thời gian nghỉ giải lao. Ý là nó còn tuyệt hơn cái thời gian nghỉ giải lao nữa. À, rồi, hiểu. It is better than taking leisure. Cô hồi nãy đáng lẽ là cô sẽ dùng cái từ là enjoying. Nhưng mà cô cũng dùng từ enjoying. Kiểu như là nó thì nó kiểu như tuyệt hơn ha. It is better than taking pleasure in hoặc là enjoying. Là gì ta? Là cái việc mà thưởng thức ha, thưởng thức. Tại vì cái break time với con là nó có chuyện chỉ có nghĩa là giờ giải lao thôi. Vậy thì không thể nào mà nó thì tốt hơn cái giờ giải lao được. Nó thì tốt hơn cái việc mà con enjoy cái break time đó nha. Còn tốt hơn cái việc mà enjoying break time hoặc là take leisure in break time nữa. Since my friend won't use their phones, the mess now. We can just play together. Play gì? Chơi gì không? Chơi cùng nhau. Chơi gì cùng nhau? Chơi cùng nhau. Chơi cùng nhau. Sau play này nó thường nó sẽ có một cái cụm từ nữa. Ví dụ có nó là play football. Play sports, play volleyball, yeah, play badminton, play sports, right?
Okay. You are kind of you have bodily kinesthetic intelligence, right? Okay, I remember we have this word beforehand. Con nên nếu mà con muốn cái bài của mình nó sâu sắc đó thì con sẽ thêm cái từ này vô đây. Okay. Okay. To be honest, con em thêm vô mấy cái từ này nữa ha. Ví dụ trong văn nói, kiểu như thành thật mà nó. Yeah, to be honest, I have bodily kinesthetic intelligence. Đây. Từ xỉn nè. Nè con, có nghĩa là con thành thật mà nói thì tôi gì đây, tôi có cái trí thông minh về gì đây, về thể chất đúng không? Có nghĩa là để có nghĩa là để có trí thông minh về thể chất không? Kiểu như là về vận động nè, trí thông minh vận động nè. Đó không? Đó chưa? Yes, okay. Tại vì nó sẽ liên kết với cái việc mà con thích cái môn thể dục. Nha, cho nên là thêm cái từ vô, nghe cái từ này nó hay nữa, cũng học thuật đó. Bodily kinesthetic intelligence. Thành thực mà nói thì tôi có trí thông minh vận động đó, và tôi nghĩ là cái môn học yêu thích của tôi là môn thể dục. Thế nó liên quan với nhau nhỉ? Because we can play a lot of sports at that period, okay? So, again please. So, what are your favorite subjects at school? Hello, again, please, again. To be honest, I have bodily kinesthetic intelligence, and I think my favorite subject is the physical education, because we can play a lot of sport at that time. In my opinion, it's better than top leisure break time, since my friends won't use their phone. We can just play walk together. Okay, good. Có rồi, cái từ này mình sẽ đọc là bodily kinesthetic. Okay. I think, to be honest, I have bodily kinesthetic intelligence. Yeah, no. Okay, taking pleasure. Đúng rồi, nãy con đọc đúng rồi, pleasure in break time, right? Okay, good. Do you? Còn ba câu mới đẹp hả? Rồi bây giờ mình đi qua cái phần số 2 nhá. Describing an intelligent person. Con sẽ miêu tả một cái người mình như thế nào? Một cái người thông minh. You should say who the person is, người đó là ai, what he, she does, cô ta và anh ta làm nghề gì, đúng không? But why you think he or she is intelligent and explain how you feel about him or her. Con, tại sao con nghĩ họ thông minh, và con explain, kiểu như con sẽ thích cái cảm giác của con về người đó. Okay. Hello, so can you describe very intelligent people, very intelligent person that you know, and why you think he or she is so intelligent? I have recently we met as cô bật mic là nó bị giọng lại hay sao đây? Dạ đúng rồi, em bị ồn không? Ủa hồi nãy giờ là cô, lúc mà cô nói và con nói luôn là nó cũng ồn vậy hả? Dạ đúng rồi, mỗi lần nó vậy là em bị ồn ồn. Mỗi lần mà Đạt nói chuyện là bị ồn hả? Dạ đúng rồi. À không, giờ thì không có nè, em không biết sao. Ok, chị cô tắt mic ha. I have new friends
recently. We meet each other in extra class, although I haven't had much contact with him. I feel he is smarter. In extra class, he can finish the exercise quickly, which is quite difficult for me. Moreover, he can absorb everything very quickly, namely lessons or game. He can control the game fluently after a few plays. I really surprised about him because on the surface he don't look like that intelligent person. Hello. Hello. Go away. Ngồi ngồi. I want to hear more. Thế đẹp, I want to hear more. Tại vì em thấy là nó như đó thì em không biết viết sao cho nó dài luôn. Okay, okay, I will ask you. I have a new friend recently. We meet each other in extra classes. Okay. Met each other in extra class, in an extra class, một lớp. Gần đây tôi có một người bạn mới và chúng tôi, and we meet, yeah. And nói hai cái mệnh đề lại với nhau. Ừ. À, thấy chưa? Người ta dùng cái từ may nè con. À, nó không dùng từ have luôn á, mà dùng từ may. Make friend đó, make friend là kết bạn đó. Có nghĩa là gần đây thì tôi kết bạn được một người bạn mới. We met each other là chúng tôi gặp nhau trong một cái lớp học thêm. Mặc dù tôi chưa có nhiều cái sự liên hệ với anh ta. À, tôi chưa từng gặp á hả? Kiểu như chưa có gặp bên ngoài hay sao con? Ý là ít nói nhiều. I haven't had much contact with him. I feel he is smarter. Là một người thông minh đó hả? Yeah. Smarter nó có phải là người thông minh không ta? Smarter nó là thông minh hơn con. Yeah. Cô nghĩ là cô nên dùng cái từ là he is, kiểu như cái người đó có giống như hiểu biết nhiều không nè? Yeah. Hiểu biết nhiều không? Dạ thì thông minh mà hiểu biết nhiều đúng không? Là I feel he is smart. Ở đây có dùng từ intelligent với ta rồi đúng không? I think he is smart. And cô hướng dẫn cho con cái từ là well informed. Rồi, một cái người mà well informed đó đẹp ơi. Đẹp ha. Một cái người mà well informed đó không? Là một cái người mà knows a lot of things in the world. I know about a lot of things happening in the world. Kiểu như biết rất là nhiều về mọi thứ mà diễn ra trong cuộc sống này nha. Well informed là một cái người mà kiểu như là có hiểu biết, có kiến thức nha. Tôi cảm nhận được anh ta là một cái người rất là thông minh. Nha, rất là thông minh và well informed. Và rất người kiểu như có hiểu biết. In extra classes, trong những cái lớp học thêm thì he can finish the exercise quickly. Rồi, finish hoặc là con có thể dùng những cái từ như là accomplish. Accomplish có thể là hoàn thành là đẹp ơi. Nha. Con có thể dùng từ finish hoặc là cái từ accomplish. Okay. Accomplish the exercise quickly. Okay. Which is quickly. Phải dùng con một cái ha. Cái điều đó, which is quite difficult for me. Cái đó khá là khó đối với tôi. Moreover, he can absorb everything very quickly. Moreover, chấm được rồi con ơi. Rồi, khi mà con muốn dùng moreover đó thì con chuyển sang một ý khác cho nên tốt nhất là con sẽ chấm như đẹp thôi. Ơi. Dạ dạ. Ừ. Moreover, he can absorb everything very quickly, namely lesson or game. Như là đúng không? Ví dụ như là he can absorb everything very quickly, namely lessons, thêm mấy sim cô, games, mấy cái này thêm mấy sim cô luôn nha.
Rồi. He can control the game fluently after a few plays. Fluently là một cách trôi chảy nha con. Trôi chảy hả? Ví dụ mình nói với nhau, mình nói chuyện với nhau thì mình sẽ nói chuyện với nhau một cách trôi chảy nè. Nhưng mà vì chơi game thì mình không có chơi game kiểu như không có fluently con ơi, mà mình sẽ dùng là cái từ như là smooth. Ok, mình sẽ dùng cái từ smooth. Cái chữ đó. Cái từ này trước nhé. Kiểu như mượt mà, kiểu vậy đó. Kiểu như nó suôn sẻ mượt mà, kiểu như chơi gọi là sao ta, chơi mà chơi hoặc là con có thể dùng cái từ là smoothly, hoặc là con có thể dùng cái từ là skillful. Skillfully, con nghĩ từ này con biết mà, đúng không? Yeah. Rồi. Okay, as he can control the game smoothly or skillfully after a few plays. Sau một cái bài được chơi thôi. Chấm được rồi ông ơi. Trời ông phải hoài. I really surprised. À cái từ surprise này. Surprise là con làm surprise ai đó, có nghĩa là con thật sự là con làm surprise anh ta hả? Không. Nếu vậy thì con sẽ dùng là I am really surprised. Okay. Tôi, tại vì cái từ surprise này con dùng giống như tính từ vậy đó. Nha, surprise mà thêm đi vào nó có nghĩa là tính từ là bị ngạc nhiên nè. Tôi thật sự là tôi bị ngạc nhiên nha. Từ surprise này nó sẽ đồng nghĩa với lại từ astonished. Okay. Này học rồi, mấy cái từ này học rồi. Nhớ không? Đẹp nhớ không? Ừ, ok. Có nghĩa là tôi thật sự là tôi bị surprise. Hoặc là nếu mà con không dùng từ surprise nó ai cũng biết đúng không? Rồi thì con sẽ dùng cái từ astonished. Này nó cái này ngạc nhiên nè. Tôi thật sự là tôi ngạc nhiên về anh ta. Because on the surface, bên kiểu như bề ngoài á, thì không có, thì anh ta không có trông như là anh ta là một cái người thông minh đúng không? Rồi. Because on the surface, because his surface là gì nè con? Nó là gì nè? Cái surface là cái bề mặt, giống như là cái bề mặt của cuốn tập nè. Còn mở ra nó là bên trong nha. Còn cái surface là cái bề mặt. Còn giống như là cô dùng cái từ là appearance. His appearance does not tell that He is bởi vì cái appearance là cái gì vậy đại ca ơi? Appearance, what does it mean? Appearance là gì con? Appearance. Ngoại hình. Đúng không? Rồi. Bởi vì cái ngoại hình của anh ấy không có nói được nha. Doesn't tell hoặc là doesn't show hoặc là doesn't indicate. Rồi. Show là indicate, không có thể hiện rằng nha. Không có thể hiện rằng anh ta là một người như thế nào, một cái người thông minh. Để rồi. Is this okay for you? Yes, okay, one more time. So please tell me about an intelligent person that you know and why you feel that he or she is very intelligent. I make a new friend recently and we meet each other in an extra class, although I haven't had much contact with him. I feel he is a smart and well-informed. Mm-hmm. In class, he can finish the exercise quickly, which is quite difficult for me. Moreover, he can absorb everything very quickly, which namely lesson or game, and he can control the game smoothly after a few plays. I'm really astonished. Okay. About him because his appearance don't
So does he a intelligent person? Ok, thank you, thank you. Rồi, cô đọc lại giùm con mấy cái từ này nhé. Rồi, I made. Còn cái từ mà make, cái từ make nó là B1 đây coi. Còn cái từ này mình sẽ là made. I made a new friend recently, right? Ok, contact, right? Contact. Nếu là danh từ đó con thì con sẽ dùng là, con sẽ đọc là contact. Còn nếu là động từ thì con sẽ đọc là contact. Nha. Yeah. I haven't had much contact with him. I feel he's smart and well-informed. Well-informed. ED này sẽ được phát âm là the đấy ha. Tại vì nó tận cùng là M. Để cô nhớ, con nhớ nhắc cô là thứ bảy cô sẽ hướng dẫn con lại các cách phát âm ED nha. Được không? Well-informed. Well-informed. Tận cùng là M cho nên là ED sẽ được phát âm là the. Anh ta là một người rất là thông minh và rất là hiểu biết. Cái từ này mình đọc là accomplish, okay. Còn cái từ này mình sẽ đọc là smoothly, nha, yeah, smoothly. Rồi, còn cái từ này mình đọc là astonished. ED này sẽ được phát âm là th. Thì tại sao nó lại tại sao nó phát âm là th thì để thứ bảy cô hướng dẫn lại cho con nha. À, anh ta rất là okay, kiểu như tôi rất là ngạc nhiên nha. Okay. Indicate, mình đọc từ này mình đọc là indicate. Right, okay, good. So three more questions. Three more questions. You should try to finish all of the three questions before we stop. Okay. Right. Do you get along well with your classmate? What does it mean? Do you get along well with your classmate? What does it mean? Có nghĩa là trong lớp đó, con có phải là một người sociable hay không? Con có phải là một cái người approaching hay không? Ví dụ như là okay, sociable, approaching. Okay. Hoặc là gì đấy? Lovable. Love. Okay, thôi. Sociable nè. Approaching, rồi helpful, something like this, right? Or you may be the spotlight. You know spotlight? Spotlight like kiểu như là nhân vật nổi trội đó con ha, là cái spotlight là cái gì đó mà nó kiểu như nổi trội vậy đó, có phải là spotlight của trong lớp hay không nha. Rồi hay là con có thể có cái role, cái vai trò của con trong lớp là gì nha. Rồi ví dụ vậy. Rồi cô nghĩ nha, chút xíu con nói ha. What do you enjoy most about your work? Kiểu như con đây là học sinh đúng không, thì con thích điều gì nhất về học sinh của con? Có thể là ví dụ như là con sẽ nói là okay, how spare time to learn new skills or new kind of knowledge. Okay. Rồi, ví dụ có thời gian rảnh nha. Ví dụ như con có thời gian rảnh để mà con học nè, spare time, thời gian rảnh để mà con học kỹ năng mới hoặc là thời gian mới nè nhé. Rồi hoặc là con có thể là you know, help close nghỉ thôi nha, close bond hoặc là con cái từ đó là relationship with classmates or teachers, you know. Rồi, okay. Còn cái câu số 3 là is there any other work would you like to do in the future? Có những cái công việc nào đó khác mà con thích làm trong tương lai hay không? Ví dụ như là gì đấy, con want to be a freelance
Freelance worker, kiểu khi làm khi đi học đại học thì sẽ làm freelance worker nè, là gì? Người làm việc tự do, freelance worker, hoặc là con có thể nói là ví dụ như là cái từ là freelancer, ví dụ vậy nha. Hoặc là con muốn làm một cái businessman, ok, hoặc là con muốn làm một cái kind of marketer, một cái làm cái người marketing đó không nhá, marketer something like that. Này rồi đó, 5 minutes for you to repair, okay, 5 minutes for you to repair for this question, and now we will back to answering the question before we stop. Is this okay for you? Yeah, nhưng mà cái người ta hỏi là có phải là người hòa đồng trong lớp không, thì tại sao mình lại phải nói là cái vai trò của mình trong lớp vậy? À, ví dụ con nói là cái vai trò của con trong lớp là cái người mà chọc cười ví dụ như vậy, thì ý cô đang hướng con theo cái không phải hướng mà cái cô đang gửi cho con, nhưng mà cái vai trò của con là gì trong lớp, ví dụ con hòa đồng với tất cả mọi người thì ví dụ con được mọi người yêu mến hay không, vai trò của con là gì, ví dụ vai trò của con là nhắc bài với bạn, hoặc là vai trò của con là giúp đỡ với bạn hay là gì đó nha, là con ví dụ con vai trò của con là một cái design, một cái PowerPoint designer ví dụ vậy, là một cái người thiết kế slide PowerPoint ví dụ vậy, thì con giúp đỡ mọi người bằng cách nào đó, thì cô đang hướng dẫn cho con, kiểu như là có nhiều ý mình nói thôi, chứ không phải là mình có cái mối quan hệ tốt với bạn bè hay không, thì mình chỉ nói cái đó thôi nha. Rồi ok, cô nghĩ thôi. Cô lướt lên xin rồi. Cô ơi. Cô lướt lên xin. Ok ok. Mưa chút xíu rồi đấy. Mưa chút xíu. Ủa con có học buổi sáng không? Buổi sáng là con cũng học không? Dạ. Vậy thứ bảy nha, thứ bảy mình học hai buổi, mình chia làm hai buổi. Học hai buổi gì tiện cho con không? Dạ được. Ok ok. Vậy thứ bảy mình sẽ học listening với lại chắc là writing hoặc là reading. Cái viết ổn á, có cái Google Docs này viết ổn nha. Kiểu như cô nghĩ giống như là chắc là cũng sẽ có sai đó, nhưng mà có Google Docs nó hỗ trợ một phần nha. Là ví dụ như mình có sai hay gì đó cái mình kiểu như nó sửa cho mình, cái mình nhìn thấy một lần. Kiểu như. Mà con thấy nó tiện đúng không? Cái mình lưu trên đây thôi, mốt cái mình xem lại nó có nguyên một cái file luôn. So, do you get along well with your classmate? Hello. Okay.
person always talks in class. Although sometimes I guess jealous. I get jealous as by the teacher, but I think everyone happy, so I still do it. Jealous? What do you mean by jealous? Jealous là kiểu như là ghen tị. Kiểu như thường là giáo viên ghen tị con luôn á hả? So, Huh? How can you spell it? How can you spell it? S-C-O-L-D-B-E-D. À, bị la hả? Để. Dạ đúng rồi. Scolded. 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 Scolded là bị la. You get scolded by your teachers, right? Because you kind of you play joke. You play show. Đọc quá hả? Kiểu như là con đùa giỡn hả? You play show in the class, right? Sometimes your teacher scold you, right? But you still do it because you think that will make the classroom, you will make the class more fun, more interesting, right? Right, because you make the class non-threatening. You want to create a non-threatening environment in the class. Rồi, một cái non-threatening nó còn là một cái môi trường kiểu như là một cái learning environment, một cái môi trường lớp học, một cái môi trường học tập mà nó không có gì đấy, kiểu như nó không có sự, kiểu như là không có sự áp lực, không có sự đe dọa, cứ là một cái môi trường nó vui á. Thay vì cô sẽ dùng là cái từ fun đúng không? To create a fun learning environment, thì cô sẽ dùng là từ, dùng cái cụm từ là non-threatening learning environment. Một cái môi trường mà nó không có áp lực gì chứ, nó không có làm mình sợ gì hết nha. Rồi, thì nó giống như là cái từ fun vậy đó. Rồi. Ok, ý thì ok rồi đẹp, nhưng mà con chút xíu con học xong mà con dán viết thành cái câu cho cô sửa nha. Ok, rồi nhưng mà nhớ giống như là cái việc mà mình hoàn thành cái câu này là để mình học lại luôn á. Có một cái gì đó để mà mình học lại, mình xem lại luôn á. Nếu mà sau này có cái câu này thì mình có cái bài mình ôn lại nha. What do you enjoy most about your job as a student? What do you like most about your job as a student? I am a student. Ai gì con? Ủa, cô đang hỏi là thích. Thích cái gì nhất khi là học sinh? I can meet my friends and play with them. We can study together. We gì con? Learn together. We learn together, right? Play together. Play game together. Pass the test together. Okay. I like it. Okay, so you mean that when you study, when you are a student, you have a companion, right? Companion nó có nghĩa là người bạn đồng hành với mình ha.
Okay, when you are a student, when you are students, you can have a companion who do a lot of things together with you, right? What else? Còn thích gì nữa không ta? Có người chơi nè, kiểu như có người chơi cùng, có người học cùng, có người gian lận cùng. Còn gì nữa không đẹp? No. No. Just have a companion in everyday activities at school, right? Okay, you should say more about it. Rồi con cũng chuyển cái câu này thành ý của con ha. Ví dụ như là có nhiều thời gian nè để học những kỹ năng mới nè. Ví dụ như là sẽ có thời gian để đi học, đi đánh cầu lông nè. Rồi có nè, có mối quan hệ với bạn bè nè. Từ cái ý này con triển khai giùm con nha. Is there any other work do you would like to do in the future? Hello. Is there any work you would like to do in the future? I wish I could become designer. Oh, designer. Em không, tại vì em nói cho nó xong. Hả? Tại em không biết em thích cái gì nữa. Just tell what you like. Why do you would like to be a designer in the future? Because I think I have a little artist. Okay, you have a little artistic ability, right? Khả năng nghệ thuật, khả năng về nghệ thuật. You have a little bit artistic ability. What else? No. So do you think that do you need creativity to be a designer? Yes. Yes. Đó, mấy cái từ này không biết nè, sẽ có thêm vào ha. Rồi cô để mấy cái keyword đây nữa, con chuyển thành ý của mình nha. Con biết thì cô lại ba cái câu này nha, để mình học luôn. So you think you need creativity to be a designer, right? As it a designer for what? Designer for the furniture or designer for graphic designers or interior designer, thiết kế nội thất hay là thiết kế đồ họa? Logo designer, right? Yeah. Interesting. Ủa lúc trước là để có thiết kế logo cho cô không ta? Đâu có. À gì hả? Okay. Interesting logo designer, right? You should consider it because I think you are brilliant. You are appropriate for being a logo designer. A designer. Interesting. Rồi, vậy là con nói là cái nghề mà mình yêu thích và lý do tại sao mà con lại thích cái ngành đó, cái nghề đó nhé. Rồi. Từ con muốn nghỉ ngơi chưa? Từ đây tới 5 giờ con có làm gì không? Dạ không. À, vậy thì nếu mà không thì con sẽ ngồi viết lại giùm cô ba cái câu này nha. Dạ. Được không? Rồi con biết cô xem nha. À, rồi bây giờ cô dạy mấy em nha. Tại vì nhường cho anh Đạt học giờ này đó, cho nên là mấy em bị lùi xuống dưới rồi. Từ 3 giờ con dạy tới 6 giờ nha. Rồi ok. Hay là muốn nghỉ ngơi tí xíu không? Con muốn nghỉ ngơi 5-10 phút gì đó đi nha. 15 phút gì đó rồi viết cũng được. Nói chung là từ đây đến tối không biết xong rồi cô xem ok là được ha. Để chút trước 5 giờ càng tốt. Hello, can I see your face? No. Why? Because I don't wear the shirt. Hmm?